hai đời, nhâm vườn lộc dạ ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nêm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng trắng thôn mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Thai giá và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tự Siêu từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay. Và kỳ rồi chúng con học mà trong nhớ là ngài nói là tuần kế thì sẽ học về để tâm bất thiện, thức bất thiện, nhưng mà không biết có đúng không, và nếu con có sai thì ngài chỉ dạy lại cho con. Và con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ dâng bích đến ngài ạ. Dạ, ngài vào, ngài nghe được âm thanh con chưa bạch ngài, ngài cho con xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bích Thà. Dạ, Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui thanh tịnh. Dạ, con kính dâng bích đến ngài ạ. À, xin cảm ơn cô Diệp Quỳnh cho biết bài học kế tiếp tuần trước. Tuần rồi vì chúng tôi bị bệnh nên không có vào rừng được. Tuần trước nữa thì chúng ta đã học hết cái phần sắc pháp, sắc quấn. Hôm nay chúng ta sẽ học về thức, thức quấn. Nhưng mà thức quấn ở đây thì chúng ta học về thức thiện trước. Thức quấn là tâm, thức quấn cũng là ý. Bởi vì theo thân định đạo thì thức quy nhân năng tâm chích tâm và ý mano, ba từ này nó đồng nghĩa, tùy theo chỗ mà dùng thôi. Thức nói theo giống hay là đặc tính cha tiết và xì nát thì có ba loại, tức là thức thiện, thức bất thiện và thức vô ký. Thức thiện là những tâm tốt đẹp, những tâm lành, là nhân đưa đến quả, quả vui. Như vậy gọi là thức thiện.
thực hiện phân theo địa vức phu bí thì có bốn loại thực hiện. Một là thiện dục giới kama vachara kusala, hai là thực thiện sắc giới rupa vachara kusala, ba là thức thiện vô sắc giới arupa vachara kusala, và bốn là thức thiện siêu thế luật kutara kusala. Thức thiện dục giới hay gọi là tâm thiện dục giới là những tâm lành biết cả cái cảnh dục sắc thinh hương vị xúc, sắc thinh cái vị xúc, cho nên gọi là thức thiện dục giới. Thức này không hẳn chỉ sanh ở cõi dục giới, mà trong 30 cõi hữu tâm, dù là cõi phạm thiên sắc giới, còn phạm thiên vô sắc, thì thức thiện này vẫn có mặt. Bởi vì vị phạm thiên sắc giới vẫn còn thấy, nghe và suy nghĩ, cho nên hễ còn thấy còn nghe thì như vậy là tâm thiện dục giới đóng cái vai trò là cái tâm động lực của một vị phạm thiên và sắc giới. Cõi vô sắc giới mặc dù không có sắc thần kinh để thấy nghe ngửi nếm đụng, nhưng mà vị đó vẫn, vị phạm thiên nó vẫn có sự suy nghĩ, thì như vậy gọi là suy nghĩ bằng cái thức thiện dục giới. Với lại thức thiện dục giới còn được gọi là tâm đại thiện Maha Kusala Citta, là bởi vì tâm này nó kiêm nhiệm nhiều thứ, nhiều chức năng, nên cũng gọi là cái tâm đại thiện hay là tâm đa nhiệm dục giới. Từ cái thức thiện dục giới này mà nếu mà tu hành theo cái pháp gọi là Savana, là pháp tu tiến đó, khi đã thuần thục về vì đã sẽ chứng được cái thiền thiện sắc giới, thiền thiện vô sắc giới, hay là chứng được thiện siêu thế là tâm đạo, cho nên cái thức thiện dục giới nó rất quan trọng. Thức thiện dục giới có 8 thứ do phân theo khi cạnh thọ hỷ và thọ xả, khi cạnh hợp trí và lý trí, khi cạnh vô trợ và hữu trợ, tức là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ,
tâm thiện thọ hỷ ly trí hỗ trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí hỗ trợ, tâm thiện thọ xã hợp trí hỗ trợ, tâm thiện thọ xã hợp trí hỗ trợ, tâm thiện thọ xã ly trí hỗ trợ, tâm thiện thọ xã ly trí hỗ trợ. Cái tâm thiện dục giới ấy, nó xuất phát từ ba nhân thiện hoặc là hai nhân thiện. Nếu mà cái tâm nào mà hợp trí thì có ba nhân thiện là vô tham vô sân và vô si trí tuệ. Còn tâm thiện ly trí thì nó chỉ có hai nhân là vô tham vô sân thôi. Phân ra làm tám thứ là tại vì đối theo cái đặc tính thì có tâm thiện thọ hỷ, tâm thiện sở xã. Một người làm việc lành mà tâm của họ hưng phấn hoan hỷ có người làm việc lành nhưng mà tâm của họ nó thờ ơ lãnh đạm bình thản, nó không có vui hoan hỷ thì như vậy gọi là tâm thiện thọ xã. Còn về vấn đề hợp trí và lý trí á, thì có cái loại tâm thiện khi mà người làm thiện có cái sự suy nghĩ bằng trí tuệ rồi mới làm. Còn có trường hợp thì làm thiện do cái đức tin, nhưng mà trong lúc người đó làm người không cần suy nghĩ cái gì hết, làm chỉ để cho có làm vậy thôi, như vậy gọi là tâm ly trí. Còn trường hợp mà gọi là hỗ trợ vô trợ là có những trường hợp mà một người làm phước làm thiện với cái tâm miễn cưỡng và cần có cái sự đôn đốc khích lệ thì họ mới khởi tâm thiện được, đó gọi là hỗ trợ. Còn có một người do cái bản tánh của họ hiền thiện và thích làm việc thiện, cho nên khi gặp cảnh thiện thì họ khởi lên tâm thiện dễ dàng nhanh chóng, như vậy gọi là phụ trợ. Vì do ba cái khía cạnh này cho nên tâm đại thiện kể ra có sáu hay là có tám tâm thiện, tám thức thiện dục giới. Bây giờ chúng ta nói đến thức uẩn thệ sắc giới. Như chúng tôi đã nói khi nãy thì khi một người
họ làm việc. Họ công phu tu tập vì thiền định, nó nằm ở trong 10 thứ thiện nghiệp. 10 thứ thiện là phước nghiệp sự. Phương nhắc tin do thúc phước nghiệp sự. Thì phước nghiệp sự có 10 là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính phục vụ thính pháp, thiết pháp của những phước thì phước. Thì khi một người mà họ mà tu tiến rất nào mà tu thiền chỉ, họ đạt đến cái gọi là cận định Vichara Samadhi, rồi vượt qua cận định, họ đạt đến an chỉ định Appanna Samadhi. Cái trạng thái an chỉ định này được gọi là thiền thiện sắc giới. Cái thiện sắc giới ở đây không phải là tâm thiện trong cõi trời phẩm thiên sắc giới, mà thiện sắc giới ở đây là vì do tu tập đề mục hữu sắc khasana do về cái vùng hữu sắc đó, như là đất hoặc nước hoặc lửa hoặc gió hoặc xanh màu vàng màu đỏ màu trắng, hay là hư không giới hạn, hoặc là ánh sáng, thì khi mà tu tập với những cái đề mục hữu sắc như vậy thì gọi là tâm thiện sắc giới. Kỳ lạ, sức khỏe của chúng tôi lúc này sao nó bất chợt quá, có lúc khỏe có lúc mệt, áp quyết của chúng tôi có lúc vậy lúc khác, lúc cao lúc thấp, nhịp tim đau chung nhập huyết thì có lúc nó lên 120, nhịp trên một phút, có khi xuống thấp còn 80 thì cứ vậy.
Chúng tôi cũng muốn đi khám bệnh nhưng mà không có thời gian để đi. Ngày nào cũng phải đi qua bên chùa xử lý để lo cái việc chỉ đạo xây dựng, nâng cấp chùa lại. Tôi lên lớp sáng tới chiều tối mới về. Trời nó mệt như vậy. Thì ráng học cho hết cái tâm thiện đi. Như vậy tâm thiện dục giới có 8 thứ, còn tâm thiện sắc giới thì có 5 thứ. Là bởi vì sau khi tu tập với địa ngục Kasina một thời gian ở vị hành giả sẽ chết được tâm được đâm Phật cá đi quật nát, và vị ấy đắc sơ thiền. Sơ thiền là một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tướng. Chúng ta ráng một chút xíu rồi đi. Sau khi chứng được sơ thiền, người hành giả tiếp tục với cái địa ngục đó, định tâm. Và cho đến khi chứng và trú được trạng thái nhị thiền, một cái trạng thái hỷ lạc do định sanh. Vượt qua tâm nhị thiền, vậy cũng với cái đề mục anh đề mục bí xứ như vậy. Vị đã chứng được tam thiền, rồi vị chứng được tứ thiền. Vượt qua tứ thiền vì đã chứng về trú ngũ thiền, ở đây chúng ta cần phải hiểu
là theo trong thắng pháp A Di Đà thì phân thì sắc giới có năm thứ: sơ thì, nhị thì, tam thì, tứ thì, ngũ thiền. Nhưng mà ở tạng kinh thì Đức Phật Ngài chỉ giới thiệu bốn thiền thôi, tức là sơ thiền có tầm có tứ, nhị thiền không tầm không tứ, tam thiền cũng tầm không tứ. Không có hỷ, chỉ có thọ lạc thôi. Ở tứ thiền gồm còn theo cho A Di Đàm đó thì sơ thiền có tầm tứ, nhưng mà nhị thiền tam thiền thì nhị thiền tách ra là nhị thiền không tầm hữu tứ, còn tam thiền là không mế không tầm không tứ. Tứ thiền ngũ thiền giờ thì chúng tôi ngồi, chúng tôi lắng nghe cái tim nó đập. Cho nên chúng tôi muốn thấm thía một điều là Đức Phật Ngài dạy những cái thời điểm mà phải tranh thủ tinh tấn nỗ lực tu tập, lúc mình còn trẻ chưa có già, tranh thủ tu tập, lúc còn khỏe chưa có bệnh phải tranh thủ tu tập, lúc mà còn dễ dàng để kiếm sống thì chúng ta nên tranh thủ tu tập, đợi lúc đến lúc mà nó bị hạn hán thiên tai rồi đó, lúc giờ đói tu tập không được. Nào mà ở giữa loài người còn có cái sự thuận thảo hòa hợp thì mình sống ở trong cái thời kỳ đó, chúng ta tranh thủ tu tập được. Thời này cũng chưa đến nỗi là chúng sanh người hỗn loạn. Ở chỗ nào yên ở chỗ đó. Như vậy chúng ta nhớ khi bây giờ phần lớn ở trong rung chúng ta, những người lớn tuổi già, chúng ta qua cái thời trẻ
Nhưng mà cái sức khỏe của chúng ta, nếu như chúng ta còn khỏe thì chúng ta ráng tu tập, đợi đến khi chúng ta già, chúng ta bị bệnh, chúng ta nằm liệt giường thì lúc đó chúng ta tu tập khó. Thôi thì hôm nay chúng ta chỉ học hai cái loại tâm thiện thôi, tức là thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, ở cái thiện dụng giới, thiện sắc giới. Tuần sau chúng ta sẽ học về thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Bây giờ xin cung thỉnh hôm nay của chúng tôi Minh Hạnh xin. Bình thỉnh để Đức Phật tính và hạnh chúc phúc phước bảo cho rừng, chúc quý vị luôn an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Thầy. Sabba mangalang rakan sabba devata sabba bhuta nupavena sarasvati pavantu te pavatu sabba mangalang rakan sabba devata sabba dhamma nupavena sarasvati pavantu te pavatu sabba mangalang rakan sabba devata sabba sangha nupavena sarasvati pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai. Này kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, như bữa trước chúng tôi nói, đúng y như theo chúng tôi dự đoán, khoảng 2-3 ngày nữa ở chùa sẽ có đám, có nghĩa là có một vị sư sư Tuệ Minh mà chúng tôi thường gọi là sư Trương. Vào lúc sáng 6 giờ sáng ngày hôm nay, 5 giờ tháng 9, 18 tháng 7 âm lịch, Đại Đức đã chúc hơi thở cuối cùng. Do vậy mà từ hồi sáng đến giờ chúng tôi bận công việc lo đám tang cho Đại Đức. Do vì Đại Đức không có nhà sa thú, Đại Đức không có cái người thân, có nghĩa là từ hồi trước giờ vô trong chùa tu thì sống với chúng tôi. Cách đây 10 năm thì chúng tôi cũng có ngồi những cái buổi mà nói chuyện với sư Trương, Đại Đức Khe Ma, thì chúng tôi mới nói rằng Đại Đức cứ yên tâm, Đại Đức lo ở chùa tu tập đi, khỏi cần phải đi lễ đây đó chi cho nó mệt. Với cái tuổi già của mình đi đây đi đó, thì thật sự ra quý vị biết rằng khi mà mấy vị sư mà lớn tuổi đó đi ra ngoài đó, nhiều khi người ta tưởng giống như là mình tu, mình đi kiếm sống vậy đó, giống như là mình đi tới chỗ này chỗ kia lễ hội kiếm ăn vậy đó. Thành ra mình đi đến đó, người ta sẽ
không có hoan hỷ đâu. Đệ đức cứ ở nhà, ở chùa, đệ đức lo công việc ở chùa thôi, lo công quả rồi tu tập, tụng kinh hành thiền, đốt nhang, đóng cửa, mở cửa giùm chúng tôi cũng được. Rồi chúng tôi đi lễ về đó, có cái gì thì chúng tôi chia sẻ với đệ đức. Đệ đức cứ yên tâm, nếu mà sau này đệ đức mà có bệnh thì tôi sẽ nói các vị Phật tử mà quen của chúng tôi như ở trên Bangkok vân vân, người ta sẽ hỗ trợ cái tiền thuốc đồ cho đệ đức. Thì thật sự ra quý vị biết chúng tôi chia sẻ như vậy đó, rồi đệ đức Tuệ Minh, có nghĩa là sư trương này đó, là coi như là nghe lời chúng tôi, và nghe lời chúng tôi rồi ở chùa lo tu tập, lo tu tập và lo các công việc ở bên trong chùa cho chúng tôi được 10 năm. Được 10 năm tới giờ đệ đức đã trút hơi thở cuối cùng. Cách đây hai đêm thì đệ đức có viết cái lá thơ nói với chúng tôi, từ ngày mà đệ đức bệnh tới giờ còn thiếu người ta 7,5 triệu, thành ra xin chúng tôi 7,5 triệu để trả tiền cho người ta, chắc có lẽ rằng sắp sửa ra đi. Thì chúng tôi mới nói thôi đệ đức cứ yên tâm, nợ đó tôi sẽ trả. Rồi trong lá thư đó thì đệ đức mới nói rằng bây giờ tôi hết tiền rồi, thành ra lúc mà tôi mất đó, đệ đức có tính ráng sao mà mua áo quan làm đám tang dùm, rồi Phật tử người ta có cúng dường vô được bao nhiêu thì hãy mà đủ thì đệ đức cứ trừ ra, còn mà không đủ thì coi như đệ đức một lần nữa đệ đức cho tôi cái khoản đó. Thật sự ra quý vị biết rằng đọc cái lá thư đó thì xong rồi nước mắt chúng tôi cũng rơi, nước mắt chúng tôi cũng rơi luôn quý vị. Một cái vị sư chỉ lo ở chùa tu tập thôi, thành ra đâu có đi ra bên ngoài thuyết giảng hoặc là ngoại giao ở bên ngoài. Thành ra mà trải qua một thời gian bệnh chỉ có mới có hơn nửa năm, rằm tháng 10 tới bây giờ, rằm tháng 10 tới nay rằm tháng 6, chưa được 9 tháng. Thành ra chỉ có mới một thời gian đó thôi mà cũng tốn tiền rất là nhiều. Huynh đệ thì ai đi đến người ta cũng gỡ tiền cho cái vị đó trị bệnh hết quý vị. Trải qua một thời gian có vài tháng vậy thôi mà cái số tiền của đệ đức cũng đâu còn. Rồi cũng nhờ vào, nhất là ở trong cái lớp học này có Phật tử Rạng Đông, thật sự ra chúng tôi cũng cảm niệm công đức của Phật tử Rạng Đông lắm. Lâu lâu gỡ về để cúng dường cho sư trương, cúng dường cho chùa, rồi cúng dường cho sư trương. Rồi những lần mà cúng dường cho chùa thì thật sự ra đó là chúng tôi cũng bạch với chư tăng trong chùa, chúng tôi cũng trích ra một phần đó để chúng tôi lấy, chúng tôi gỡ cho đệ đức Tuệ Minh sư trương để mà uống thuốc trị bệnh. Và cho đến ngày hôm nay thì năm tây tháng 9 coi như là đệ đức đã ra đi vĩnh viễn rồi. Thành ra chúng tôi cũng thông báo đến quý vị để quý vị có tạo phước gì thì quý vị cũng hồi hướng phước đến đệ đức Tuệ Minh. Chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng đệ đức Tuệ Minh chắc nếu mà chết, nếu mà có sanh làm chư thiên, sanh làm ngã quỷ, chắc có lẽ chắc cũng ở vòng vòng ở đây để mà tiếp tục mà hộ trì tam bảo. Tại vì quý vị biết cái vị này sống ở trong chùa đó, thật sự ra rất là giữ gìn ngôi chùa. Từ cái đèn mà mở mà quên tắt, cái vị đó đứng nhìn thấy cũng đi đến đó để mà tắt. Rồi cái gì ở trong chùa mà hư đó, cái vị đó có khả năng là mua về thay sửa, không bao giờ lên đòi tiền chúng tôi. Phải nói rằng ở một cái ngôi chùa đó, mình tìm những cái vị đó hiếm lắm quý vị. Họ sống họ biết xây đắp vô một cái ngôi chùa, có nghĩa là tùy theo cái sức của vị đó, những cái đồ gì cái vị đó có cảm nhận được rằng là mình đủ khả năng mình làm thì cái vị đó sẽ làm, không bao giờ mà khệ nệ, không bao giờ mà lên mà kể với chúng tôi là đã bỏ ra nhiêu đó tiền mà
yêu cầu chúng tôi đưa lại. Thành ra, thật sự ra đó, quý vị biết rằng mất đi một vị như vậy đó, chúng tôi cũng rất là buồn. Ngày trong những năm trước đó, quý vị biết rằng có cái vị này ở trong chùa là chúng tôi rất là yên tâm. Cái đời sống cái vị tu sĩ ngày hôm nay đó, như là bản thân của chúng tôi hoặc là ngài chạy siêu đồ, quý vị biết rằng rất là cái công việc nó rất là nhiều, quý vị, nó rất là nhiều. Thậm chí mà đêm mình dậy mình chỉ đủ cái thời gian để mà mình, ví dụ như mình lo cái công việc ở trong phòng của mình hoặc là ở trên chánh điện hoặc là ở xung quanh chùa thôi. Nhiều khi quý vị biết rằng mình đâu có đi bước ra ngoài mà mở cái cổng chùa được. Nhưng mà có những cái vị sư mà người ta có tâm, con kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, người ta có cái tâm với chùa, quý vị biết rằng là cái công việc lớn nhỏ gì những vị này cũng làm đó. Nhưng mà mình thấy đúng là cũng không có thuận theo cái lẽ thường, không có thuận theo được quý vị. Những vị giỏi như vậy đó chỉ có mới có vài năm mà ra đi. Thì cái vị đại đức này đó, đại đức Tuệ Minh Sư Chương này đó, thì quý vị biết rằng hồi xưa đó là tu ở bên Khất Sĩ, tu ở bên Khất Sĩ, rồi sau đó đi qua Miến Điện tu theo Nam Tông, rồi mới hành thiền ở bên Miến Điện một thời gian, rồi đến năm 2010 mới trở về ở với chúng tôi. Thì quý vị biết rằng thật sự ra đó, đối với những cái vị đó mà ở bên Bạch Tông hoặc là ở bên Khất Sĩ đó, hoặc là những người Phật tử mà chúng ta thấy rằng trước kia chúng ta đã từng theo Khất Sĩ, từng theo Bạch Tông đó, thì quý vị biết rằng khi mà mình trở qua bên đây rồi đó, thì nếu mà nói về công quả, mình công quả rất là mãnh liệt. Nói về bố thí, mình cũng bố thí rất là mãnh liệt. Ở bên những cái đó, nó thật sự ra người ta không có chuyên về chánh pháp. Nhưng mà quý vị biết rằng là thường thường là nếu mình nói về niềm tin hoặc là nói về cái sự mà cống hiến hoặc là cái sự mà bố thí đó, thì những người đó mà đã làm rồi thôi, coi như là cái tâm tư của người ta rất mạnh và người ta đeo đuổi suốt một cái cuộc đời đó. Thành ra những cái vị này cũng vậy, quý vị, chăm sóc cái ngôi chùa thì chăm sóc rất là tốt. Chúng tôi nói chờ chờ với các vị đang ở dự đám ở trong chùa này, chúng tôi nói rằng cái vị này chắc có lẽ là sẽ làm chư thiên sẽ làm chư thiên để mà giữ gìn cái ngôi chùa của Đức nữa. Tại vì cái vị này cái tâm huyết ghê lắm, cái tâm huyết là coi như là theo Tam Bảo tới tận cùng. Quý vị biết trong những ngày bệnh đó, trong những cái ngày mà cuối đời đó, là coi như là mở tắt cái lời kinh Bali là cái vị đó không chịu, phải mở suốt 24/24 vậy đó. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì ở chùa thì thật sự ra đối với chúng ta thì chúng ta biết tất cả pháp là vô thường, khổ, vô ngã rồi, nhưng mà do chúng ta còn phàm phu, thành ra chúng ta sẽ không có cầm lòng được, không có cầm lòng được. Thành ra trong cái những ngày này chúng tôi cũng phải nói là cũng rất là buồn khi mình nhắc đến những cái sự mà mình sống chung, những cái chuyện mà mình đã trải qua sống chung ở trong một cái ngôi chùa, thì phải nói là nhắc tới những cái điều này mình không thể nào mình cầm nước mắt được, không thể nào cầm nước mắt được. Thành ra có nhiều vị người ta nói rằng là tại sao mà tu rồi còn khóc, tu rồi còn khóc. Chúng tôi nói trời ơi, tu chứ quý vị, mình nhớ những người nào mà sống có ơn có nghĩa, có tình có nghĩa, những cái đêm khuya dậy rồi cùng nhau nấu những cái tách trà hoặc là một miếng cà phê để mà uống, rồi xong rồi lên chánh điện, rồi cùng tụng kinh, rồi hành thiền, rồi trong cái những cái lúc tu tập nắng nóng cũng có, rồi những đêm mưa gió cũng có, rồi những khi mà rảnh gặp nhau rồi nói chuyện rồi tu tập cũng có. Thì trải qua một thời gian 10 năm như vậy mà hỏi quý vị mà sao mà không rớt nước mắt. Chỉ có chừng nào mà chúng tôi là cái người mà ganh tị đó, chúng tôi là cái người ganh tị ở trong chùa đó, ví dụ như mình ganh tị những cái vị đó, mình
mình ganh tị với cái vị đó là tại sao cái vị đó là có Phật tử nhiều hơn mình, hoặc là cái vị đó có lợi lộc hơn, nhiều hơn mình. Thành ra mình cảm thấy cái sự ra đi là nó không rơi nước mắt. À, chứ thật sự ra nếu mà mình không có ganh tị á, mà mình có cái tình thương, mình nhớ tới, thật sự ra quý vị biết hồi sáng này chúng tôi nhìn chúng tôi biết cái vị này ra đi là vẽ cho cái vị đó. À, nhưng mà mình không có cầm được nước mắt, quý vị. À, không có cầm được nước mắt. À, mình nhớ đến những cái tình người, cái tình mà huynh đệ mà sống chung trong một cái ngôi chùa đó. À, phải nói rằng đúng là người ta nói ở ngoài đời á, là tối lửa tắt đèn của nhau á, thì chúng tôi không biết là tối lửa tắt đèn của nhau không, chứ ở trong chùa đó, đối với những vị này đó thì mưa gió dây điện mà nó đứt, hay là những cái gì mà nó thuộc về mà khó khăn hoặc là nguy hiểm đó, thì quý vị biết những vị này chia sẻ với chúng tôi rất là nhiều, chia sẻ rất là nhiều quý vị. Thành ra mình nhớ đến những cái điều đó không thể nào mình cầm được nước mắt. Thành ra chúng tôi nói cho quý vị nghe để mà mình có tăng trưởng cái lòng từ hoặc là cái lòng bi lên. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là mình tu như là mình cứng cáp, mình không có khóc. Chứ quý vị biết có những vị thượng tỏ, những vị hòa thượng, cha mẹ họ khi mà ra đi đó, quý vị biết rằng là họ không cầm nước mắt nổi. Phải chạy vô phòng đóng cửa lại mà khóc ở trong đó thôi. Đó. Chứ đừng có nói tới chúng ta. Nó thành ra quý vị thấy rằng là mình tu tập để mình tạo cái phước báo. Chứ gặp những cái cảnh này khó cầm được nước mắt không quý vị. Bây giờ thì một lần nữa kính lễ đến chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng ở trong chung. Chúng tôi cũng mong rằng tất cả phước báo thiện duyên này sẽ là duyên lành cho chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi để mà đạt đến giải thoát đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Bụt Thầy Dạ, nhà sa thân Bụt Thầy thứ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Phật tính rất là nhiều. Chia sẻ về sư chương, nhưng có nhiều người hỏi con là sư chương được bao nhiêu tuổi với bạch sư. Dạ, con cung thỉnh sư có thể chát lên bạch sư cầm cho đạo tràng biết. Con kính dâng mít đến sư. Dạ, 66 tuổi. Dạ, con kính bạch thượng tọa Minh Hạnh và đạo tràng. Đại đức Phật chát lên số tuổi rồi. Con chỉ biết khi con gặp, dạ, con gặp sư thì sư thấy con lớn tuổi thôi, con cũng không biết là bao nhiêu tuổi. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh Quát Thanh Á nha.